Hi, Như Ý xin mến chào người anh em nhé. Hôm nay mình giới thiệu với người anh em một con mixer bàn hàng bãi Mỹ ship nhập về Mackie 1604VLZ3. Con này chạy được điện áp Việt Nam 220 luôn ha. Nó có cái nút gạt 120 24 không? Hàng bên Nhật về còn rất đẹp, ghép với một con FXR Yamaha FX2000. Phải nói là bộ phối ghép cực kỳ chắc, cho ra chất âm cực kỳ chuyên nghiệp để anh em mình đi làm show ha. Mình cũng lượn qua một vòng cơ bản về con mixer. Còn mixer thì có 16 line ha, 16 line rack mono Canon hệ 6 ly đầy đủ hết từ đầu đàn cuối đàn, và hàng rất là đẹp, anh em thấy đẹp chưa? Đẹp tinh vi, nút trắng tinh luôn đó, mà không có một chỗ nào bung gỉ xét hết. Nó chỉ có bị lỗi một xíu này này, chày này là do cái quá trình vận chuyển họ xếp hàng, họ đè mixer này lên mixer kia, họ đè nó bị chày một xíu thôi. Chày cái này cũng không ảnh hưởng gì đến đâu anh em ha. Còn bên hông nó là đẹp láng cốt luôn anh em ha, láng cốt tem bát Nhật còn đầy đủ đó, thấy chưa? Con này còn đẹp lắm, đẹp có nói là mình rất là thích. Cái nút chấn bụi vẫn còn luôn, còn nguồn còn nghiêng luôn, anh em thấy không? Còn nghiêng luôn. Con này chắc là em nghĩ chắc nó làm phòng thu rồi à, cho nên nó rất là đẹp. Còn rác ha, từ 16 cái rác Canon đầu vào đầu làng đến cuối làng, 16 cái rác 6 ly luôn, 4 drop out ra, còn trên room có đầy đủ rất là nhiều ốc sen này. Ốc sen thì tới 6 đường ha, 1 2 3 4 5 6 6 đường ốc sen. City thì tên cũng 4 đường, nói chung là nhiều lắm. Anh em có mua gì thì khai thác nghịch ha. Và một con FX2000 thì hàng bãi Nhật ha. Con này là ba đen cho ba anh em ha, điện áp auto gold. Con này mình bán cũng rất nhiều kênh rồi, hôm nay mình về thì cũng lượng dòng cơ bản cho anh em xem thôi. Đấy, nói chung là cũng rất là tương đối đẹp. Con này cũng giá trị rất là cao. Test nhạc cho anh em nghe, nhạc phê lắm. Chị quỳ bắt chung chép 4 con luôn anh em ha. Chất lượng. Bây giờ mình sẽ test cái tiếng mic mọc ghép với effect chung cho anh em nghe ha. Effect rồi thì mình gửi hai đường ốc sen đây ha, hai đường ốc tổng mình ốp xuống là nó không có gì hết này. Mình sẽ test cái tiếng mic mọc trước ha, rồi cho anh em nghe chất âm nó như thế nào. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, khi mình phát ra một phụ âm từ 0 đến 10 như vậy thì nó bao gồm 7 nốt nhạc, 7 nốt bass chung chép rồi có đầy đủ hết không? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 anh em nghe rõ ha. Rồi, thì bây giờ mình sẽ tiến hành mình gửi phát ha, gửi phát lên. Gửi phát lên thì sen, ốc sen này gửi lên ha. Hơn, nhìn thấy tín hiệu nó nhỏ đi, chưa chốt rồi. Lên, 1, 2, hơn. Đây là cái reverb X, reverb vocal ha. Cái dòng này là reverb X là siêu vip, tiếng ngọt như mấy lùi. Rồi bây giờ mình gọi thử một kênh khác ra đây ha. Kênh cũng là reverb X, thôi reverb cũng bỏ qua đi. Chơi kênh mono cho mau thấy, chơi kênh delay đi. Mất tiêu rồi. Đó, mono delay đi. Record ra ha, record ra, gọi dễ dùng lắm. Alo, alo, alo. 1 2 3 4 5 6 10. Ở trù nó dịu quéo quéo rồi nè, dịu lắm. Tạm kênh rồi đi, cái này mình gọi để mô phỏng thôi, còn anh em nào mua thì mình sẽ setup bài bản ha. Alo, 1 2 3 4 5 6 10. Mình test như vậy chứ quay là đợi báo trên trạng anh em là hàng hóa tốt, hoạt động full chức năng. Chứ còn setup phải nói là setup, quay trên setup hết sức bài bản để anh em về làm show được ha. Rồi thì mình cũng báo giá cho anh em biết, một con mixer 1604VLZ3 này mình bán với giá 8 triệu ha, 8 triệu một con. Và một con FX Yamaha FX2000 cũng giá 8 triệu luôn ha. Trọn bộ này là 16 triệu. Anh em là mua nguyên công lơ mình sẽ bao phí ship, tiền giá đắt đầy đủ. Đó. Mọi chi tiết thì người anh em vui lòng liên hệ ha. 0909 04 36 79. Thằng ai chào người anh em.